Như đã biết thì Yuta ngay sau khi ăn đòn trảm kích xuyên không gian của Sukuna thì cậu đã may mắn sống sót khi mà nữ hoàng lời nguyền vẫn còn tồn tại và cô ấy đã cố gắng cứu lấy người chồng của mình. Một điều mà mình thắc mắc, nếu Yuta được hồi phục và cứu chữa thì liệu cậu ấy có thể tham chiến được nữa hay không? Hay đây là một trong những bước đầu làm suy yếu nguyền vương và Yuta còn giấu nhiều thuật thức nào chưa được bộc lộ hết? Mình tin là Yuta có thể mạnh hơn thế, bởi Yuta là một trong những học trò mạnh nhất của Gojo và cậu ấy đã dành 2 năm đi du học châu Phi. Mặc dù vẫn chưa biết Yuta học gì và làm gì, thế nhưng nên nhớ là Hắc Thằng chính là một chú cụ được sản xuất tại châu Phi. Có khi nào Yuta đã cùng Miguel đã nghiên cứu ra một loại chú cụ như thế nhằm khôi phục lại một món chú cụ đáng gờm như vậy hay không? Và để biết được Yuta còn ẩn chứa bí mật gì mà vẫn chưa được tiết lộ thì hôm nay hãy cùng nhau liệt kê những giả định về bí thuật của Yuta nhé. Tại sao Rika lại được trở lại ngay cả khi bạn gái của anh đã siêu thoát? Rika mới của Yuta về cơ bản đóng vai trò như một vật chứa, không chỉ cung cấp năng lượng nguyền cho Yuta mà còn lưu trữ các thuật thức nguyền sao chép của cậu. Nhưng có vẻ như Rika này giống hệt Rika cũ về mọi mặt, cả tính cách. Chúng ta có thể coi Rika mới này về cơ bản là giống hệt Rika cũ, nhưng có một giới hạn, Yuta chỉ có thể triệu hồi Rika hoàn toàn trong 5 phút mỗi lần. Với Rika, Yuta có được lợi ích từ nguồn năng lượng nguyền rủa khổng lồ, khả năng lưu trữ cả công cụ nguyền và các kỹ thuật nguyền sao chép. Hơn nữa, bản thân Rika tương đương với một nguyền hồn đặc cấp, hoặc có thể xem như là nữ hoàng nguyền hồn có khả năng tự vận hành, suy nghĩ và chiến đấu. Đây là một sự gia tăng sức mạnh đáng kể cho Yuta. Rika là lý do khiến cho cậu được xếp hạng là phù thủy đặc cấp. Vậy, Yuta sẽ chiến đấu như thế nào nếu không có Rika? Điều đầu tiên cần nói đến là bản thân kỹ thuật nguyền rủa của cậu, khả năng sao chép. Có một số suy đoán cho rằng Yuta sẽ không thể nào sao chép bất kỳ kỹ thuật nào nếu như không có Rika, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy cậu sử dụng kỹ thuật nguyền sao chép trừ khi Rika xuất hiện. Hơn nữa, giống như những gì đã đề cập trước đó, Rika là lý do cho Yuta có thể lưu trữ nhiều kỹ thuật nguyền sao chép như vậy, vì bộ não của người bình thường chỉ có thể lưu trữ tối đa khoảng 3 hoặc 4 kỹ thuật. Vì vậy, người ta suy đoán rằng nếu không có Rika, Yuta sẽ bị suy yếu nghiêm trọng và có thể không còn khả năng sao chép nữa. Trong Jujutsu Kaisen fanbook, khi nói về Yuta, kỹ thuật nguyền của cậu được liệt kê là Rika chứ không phải là sao chép. Tuy nhiên, đây có thể là một thay đổi theo thời gian, vì Jujutsu Kaisen Zero ban đầu chỉ là một trường chuyển ngắn. Do đó, có thể kỹ thuật bẩm sinh của Yuta thực sự là sao chép và cậu có thể sử dụng nó mà không cần Rika. Nhưng ngay cả khi Yuta có thể sao chép được kỹ thuật, cậu cũng chỉ có thể sao chép được tối đa một hoặc hai kỹ thuật. Mặc dù vậy, ngay cả khi không còn Rika, Yuta vẫn là một phù thủy mạnh mẽ. Lượng dự trữ năng lượng chú thuật của cậu chỉ đứng sau Sukuna, và vì hầu hết chiến đấu trong Jujutsu Kaisen đều liên quan tới việc gia cố năng lượng nguyền cho cả việc tấn công và phòng thủ, Yuta vẫn có thể là một đặc cấp ngay cả khi không có Rika hoặc kỹ thuật nguyền. Để chứng minh cho khả năng chiến đấu của mình, chúng ta có thể thấy Yuta đánh bại một nguyền hồn đặc cấp mà không sử dụng bất kỳ thuật thức hay Rika nào. Bên cạnh kỹ thuật chiến đấu, Yuta còn là một trong những người sử dụng phản chuyển thuật thức giỏi nhất. Cậu là một trong 3 người được biết đến là có khả năng chữa lành cho người khác bằng kỹ thuật này. Đây là một kỹ năng phi thường và Yuta có thể thực hiện nó một cách tự nhiên mà không cần có bất kỳ sự huấn luyện nào. Do đó, nếu không có Rika, Yuta về cơ bản là một Kusakabe nhưng tài năng hơn nhiều. Yuta còn sở hữu năng lượng chú lực lớn đáng kể. Kusakabe là một chú thuật sư cấp 1. Vì vậy, đối với tình trạng không có Rika, Yuta có thể dễ dàng đạt tới cấp độ ngay cả khi không có Rika. Tuy nhiên, cậu có thể không đạt được cấp đặc cấp, vì định nghĩa của đặc cấp là khả năng áp đảo cả một quốc gia một mình, và Yuta khó có thể làm được điều đó nếu không có bất kỳ thuật thức nào mà chỉ có khả năng sao chép. Yuta học được những gì khi đi du học châu Phi? Quyết tâm thay đổi sau khi trải qua nhiều biến cố với nhóm thầy Gojo, Yuta cố gắng truyền chú lực của Rika trực tiếp để siêu thoát cho cô. Nhưng mục tiêu của cậu là tận dụng sức mạnh và năng lượng chú lực của Rika để giúp đỡ thế giới, thay vì chỉ đơn giản là giải thoát linh hồn cô khỏi kiếp thế giới này. Đây là điểm khởi đầu cho những thành tích vô cùng ấn tượng của Yuta, nơi cậu phô diễn sự tiến bộ vượt bậc chỉ trong vài tháng. Rika biến mất khiến Yuta trở thành chú thuật sư bình thường và trải qua một năm huấn luyện trực tiếp dưới Miguel. Nói cho cùng, Miguel là một nhân vật bí ẩn, nhưng chúng ta ít nhiều cũng có thể đoán ra được lý do vì sao mà Miguel lại là người được Yuta lựa chọn để học tập trong thời điểm này. Gojo có thể giao Yuta cho Kusakabe hoặc Nanami trực tiếp huấn luyện, nhưng cuối cùng ông thầy lại chọn Miguel. Điều này chỉ nói lên mức độ kiểm soát năng lượng chú lực của Miguel đạt tới mức nào. Hơn nữa, Miguel còn có thể đánh lạc hướng Gojo trong tổng cộng 12 phút, một điều cực kỳ ấn tượng. Xét cho cùng thì Gojo còn cho rằng việc hắn cùng với tất cả các lời nguyền thảm họa khác kìm chân Gojo trong một phút là điều không thể. Mặc dù Miguel có một công cụ để khắc chế Gojo, nhưng Jogo vẫn cho rằng kỹ năng võ thuật và sự tinh luyện năng lượng chú lực của Gojo có thể được ví như thần thánh so với hắn.
Thế nên, sau sự kiện bắt quỷ dạ hành, Gojo quyết định để Miguel chính là người sẽ trực tiếp huấn luyện cho Yuta. 3 tháng sau, Yuta đã lấy lại được xếp hạng đặc cấp, nghĩa là cậu hoàn toàn có khả năng một mình đánh bại cả một quốc gia chỉ sau 3 tháng. Điều này rất có thể là do lượng dự trữ năng lượng chú lực khổng lồ của cậu và sự thuần thục điều khiển lượng chú lực đó ngay trong trạng thái cơ bản. Đồng thời, sau khoảng thời gian với Miguel, Yuta cũng tìm ra cách để triệu hồi Rika một phần. Và đương nhiên là cả Rika cũng đã giải phóng hoàn toàn sức mạnh khi Yuta trực tiếp triệu hồi Rika bằng cách đeo chiếc nhẫn lên ngón tay và yêu cầu Rika giải phóng toàn bộ sức mạnh để cậu nạp đầy năng lượng chú lực cho bản thân. Lúc này, năng lượng chú lực của Rika hòa chung với năng lượng chú lực của Yuta chảy trong người cậu. Ngoài ra, Rika còn mang theo một lượng lớn chú cụ bên trong, luôn sẵn sàng cho Yuta trực tiếp sử dụng trong chiến đấu. Phong cách chiến đấu của Yuta trong lãnh địa Sendai giải thích trực tiếp về cách thức hoạt động của phiên bản Rika mới. Rika hiện là kho lưu trữ bên ngoài các thuộc thức chú lực và năng lượng chú lực mà Rika để lại cho Yuta sau khi được giải thoát. Tuy nhiên, Yuta chỉ có thể sử dụng chúng khi đeo chiếc nhẫn và kết nối với Rika. Trong trạng thái này thì Yuta có thể hoàn toàn sử dụng các thuộc thức chú lực, triệu hồi hoàn toàn Rika và lấy năng lượng chú lực của cô làm cho mình. Trạng thái này kéo dài 5 phút. Banh trướng lãnh địa cũng là một khả năng mới của Yuta và hiện nay đã cho thấy khả năng sao chép nhiều thuộc thức khác nhau để khảm trong kết giới của mình. Tuy nhiên, để sử dụng các thuộc thức chú lực sao chép này, Yuta cần phải triệu hồi hoàn toàn Rika. Đây là lý do tại sao mình tin rằng Yuta vốn đã đặc biệt mạnh trong trạng thái bình thường, chứ không phải là hoàn toàn nhờ vào Rika được triệu hồi đầy đủ. Bởi sức mạnh này chỉ kéo dài 4-5 phút. Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả khi không triệu hồi hoàn toàn Rika, lượng dự trữ năng lượng chú lực khổng lồ của Yuta cùng với Rika được triệu hồi một phần đã đủ để cậu được xếp vào hạng đặc cấp. Đơn giản, vì đã xếp được hạng như vậy thì cậu đã không thể hủy diệt cả một quốc gia trong 5 phút rồi đúng không? Trong diễn biến ở chiến trường Shinjuku, Rika được triệu hồi một phần với kích thước khổng lồ, giáng đòn tấn công lên Sukuna. Kích thước quá lớn của cô khiến cho Sukuna trông nhỏ bé hơn hẳn. Có vẻ như Yuta lúc này đã mạnh hơn lúc luyện tập cùng Miguel rất nhiều và có thể triệu hồi Rika to lớn đáng kể. Đòn đánh này tạo ra hố sâu trên mặt đất, nhưng dường như nó cũng không gây khó khăn cho Sukuna, mặc dù vẫn bị hắn áp chế. Trong khi đó, Yuta và Rika phối hợp chiến đấu trực tiếp với Sukuna. Họ sử dụng lợi thế quân số, cho phép Yuta tung ra một vài đòn đánh chính xác. Cả hai cùng hợp lực tấn công trực diện, né tránh được nhiều đòn phản công của Sukuna. Đòn đánh của Yuji lúc này còn có khả năng làm giảm đầu ra chú lực của Sukuna khi tác động trực tiếp lên linh hồn, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cơ thể của hắn. Hơn nữa, Sukuna vẫn đang hồi phục sau trận chiến với Gojo Satoru và không còn khả năng sử dụng phục ma ngự trụ tử. Sau đó, bên trong lãnh địa chân nhạn tương ái, Yuta tung đòn tấn công trực diện vào mặt Sukuna bằng một copy của trảm kích, gây ra vết thương và khiến hắn chảy máu. Đây là một trong những tình tiết đáng chú ý, mở đầu cho việc khám phá cách thức hoạt động của chân nhạn tương ái và các thuộc thức khác đã sao chép của Yuta. Chân nhạn tương ái của Yuta cho phép cậu chọn bất kỳ một trong những thuộc thức sao chép để bao phủ lên kết giới của lãnh địa, đảm bảo đòn đánh luôn trúng đích. Các thuộc thức sao chép còn lại được phân tán ngẫu nhiên giữa các thanh katana bên trong lãnh địa. Chỉ Yuta có thể sử dụng chúng, nhưng ngay cả cậu cũng không biết thanh katana có chứa thuộc thức nào. Cho tới khi lần đầu tiên cầm lấy chúng, mỗi thanh katana chỉ có thể sử dụng được một lần, nhưng số lượng của chúng là vô hạn. Lãnh địa của Yuta cực kỳ mạnh mẽ vì nó cho phép cậu đảm bảo một trong những thuộc thức của mình luôn trúng đích, đồng thời cũng có thể sử dụng các thuộc thức khác thông qua thanh katana của mình. Do đó, Yuta luôn có thể đảm bảo một thuộc thức trúng đích, trong khi bản thân cũng sẽ gây thêm áp lực cho đối thủ bằng các thuộc thức copy. Nấc thang trệ cóp của thiên thần có khả năng triệt tiêu, làm suy yếu và vô hiệu hóa hoàn toàn các thuộc thức chú lực. Tuy nhiên, nó dường như có giới hạn về công suất và giới hạn tối đa khi sử dụng. Và như đã thấy, Vũ Nguyên Hồn đã tìm được cách để thoát khỏi hiệu quả của nó. Ngoài ra, Yuta còn có một số thuộc thức bá đạo khác như điều khiển không gian của Uro, thấu thị tương lai của Charles và chú ngôn của Inumaki. Ngoài ra, trảm kích của Sukuna còn là một vũ khí lợi hại. Sau trận chiến này, nếu Yuta sống sót, Yuta có thể sử dụng thuộc thức này trong lãnh địa của mình. Về cơ bản, nếu cậu thực sự muốn thì Yuta vẫn có thể biến đổi lãnh địa của mình thành phiên bản khác của phục ma ngự trụ tử, nhưng tất nhiên là nó có thể sẽ không hiệu quả hoặc mạnh mẽ bằng. Ngoài ra, giả thuyết của Ryu về việc Yuta cần ăn một phần của người mà cậu sao chép thuộc thức chú lực đã được xác nhận. Yuta nói về việc không thể tìm thấy ngón tay cuối cùng của Sukuna đã ngầm cho rằng cậu hoặc Rika cần phải ăn một phần cơ thể của đối thủ để sao chép thuộc thức chú lực. Rất có thể là Rika đã ăn ngón tay vì Sukuna không thể xuất hiện bên trong nguyên hồn khác vì nguyên hồn không thể trở thành vật chứa. Bên cạnh việc sở hữu nhiều thuộc thức chú lực sao chép, Yuta còn có những chỉ số sức mạnh đáng kinh ngạc sau khoảng thời gian luyện tập hơn một tháng. Hơn nữa, Rika giờ đây có thể trực tiếp tham chiến, khiến phe Yuji áp đảo đối thủ bằng số lượng một cách dễ dàng. Sức mạnh của Yuta còn được khẳng định bởi những lời nhận xét trực tiếp của Gojo. Với lãnh địa mạnh mẽ, khả năng sao chép thuộc thức tuyệt vời và chỉ số đáng kinh ngạc, Yuta xứng đáng là người kế thừa của Gojo Satoru. Điều này chứng tỏ Yuta chắc chắn là học sinh mạnh nhất, sở hữu kỹ thuật bá đạo nhất.
Maki có thể tấn công linh hồn, Hakari có thể sử dụng vô hạn chú lực trong 4 phút 11 giây, nhưng Yuta có thể sử dụng bất cứ kỹ thuật nào miễn là thu thập được nó trước đó. Lãnh địa của Yuta thậm chí còn củng cố cho lý do tại sao cậu được coi là người kế thừa của Satoru Gojo. Một trong những lợi thế lớn nhất của Sukuna trong lãnh địa của hắn là khả năng một chém hạ đối thủ. Và giờ đây, Yuta cũng có thể làm được điều tương tự. Do đó, theo thời gian phát triển như một chú thuật sư, Yuta sẽ dần vượt qua Gojo về khả năng sử dụng các kỹ thuật quái lạ như chạm kích của Sukuna. Những hạn chế khi sao chép thuật thức của Yuta. Khi Gojo sử dụng hư thức tử tối thượng tấn công tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình, thì sát thương Gojo nhận phải đỡ hơn rất nhiều so với Sukuna. Lý do chính là vì chú lực được sử dụng là của chính bản thân Gojo. Vì vậy mà mình nghĩ rằng đây là một phần lý do tại sao Yuji có thể chịu được nhiều sát thương từ Sukuna tới như vậy cho tới thời điểm hiện tại. Nhân vật chính thật sự đã hứng chịu nhiều đòn chạm kích, thậm chí là cả nhát chạm kích đi xuyên qua người của Yuta, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy chiến đấu được. Đó là do Yuji đã ngầm trong chú lực của Sukuna từ trước đó quá lâu, nên sát thương của nó không hiệu quả quá mạnh đối với nhân vật chính. Mình cũng nghĩ điều tương tự có thể đúng với Yuta, khi mà với thuật thức mà cậu sao chép, sát thương sẽ không hiệu quả đối với chính chủ nhân của chúng. Có lẽ Yuta vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này nên mới dùng chạm kích của Sukuna trước mặt hắn, dẫn tới tình huống tồi tệ hiện giờ của cậu. Nhưng vì Rika đã nhanh chóng đưa Yuta đến vị trí của Uiui dịch chuyển đi, nên khả năng cao cậu sẽ tiếp tục chiến đấu ngay sau khi hồi phục mà thôi.